Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn tham khảo về kết quả quay thử xổ số Đài Bình Thuận thứ năm ngày 19 tháng 11 năm 2020. Chúc quý vị và các bạn luôn gặp nhiều may mắn. Kết quả quay thử xổ số Đài Bình Thuận giải 8 1 6, giải 7 4 2 3, giải 6 9 0 7 4 8 5 1 4 2816. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Kết quả quay thử xổ số Bình Thuận ngày 19 tháng 11, giải đặc biệt 228181. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.